Trong các ngày 16-17 tháng 10, tỉnh Quảng Bình đã có mưa to đến rất to. Các sông, suối ở địa bàn thuộc các khu vực biên giới, nước lũ dâng cao tràn ngầm, nhiều tuyến đường bị sạt lở, gây chia cắt cục bộ. Để đảm bảo tài sản, tính mạng cho nhân dân, các đồn biên phòng trên tuyến biên giới tỉnh Quảng Bình đã cử lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân ứng phó với mưa lũ. Mưa to liên tục đã khiến nhánh tây đường Hồ Chí Minh và các đoạn đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường vào các bản làng trên khu vực biên giới các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh nhiều nơi bị ngập sâu và sạt lở, gây ách tắc giao thông và chia cắt cục bộ. Dự báo mưa sẽ tiếp tục diễn ra tại Quảng Bình trong những ngày tới, nguy cơ lũ lụt xảy ra tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh. Chính quyền và các đơn vị, lực lượng chức năng đang cố gắng cùng nhân dân triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai. Mưa lớn trên địa bàn Quảng Trị đã khiến mực nước trên các sông chính như Thạch Hãn, Ô Lâu đang lên rất nhanh vào chiều ngày 17 tháng 10, gây ngập úng, chia cắt ở một số địa phương. Mưa lũ cũng đã khiến một người mất tích. Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp với các lực lượng tổ chức tìm kiếm. Ngoài ra, nhiều ngầm tràn ở hai huyện miền núi Hướng Hóa và Đắk Rông bị ngập cục bộ và chia cắt, gây ách tắc giao thông. Vùng thấp trũng các huyện Triệu Phong, Hải Lăng bị ngập cục bộ. Cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, nguy cơ ngập lụt sâu diện rộng vùng hạ lưu các lưu vực sông, vùng thấp trũng và ngập úng ở đô thị. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã có mưa vừa, mưa to đến rất to ở nhiều nơi, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét rất cao ở các huyện phía Bắc. Hiện địa phương đã xác định được một số vị trí bị thiệt hại, khẩn trương khắc phục và đang tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm giảm tối đa thiệt hại về người và tài sản. Tại huyện Đắk Lây, nước sông Poco dâng cao, cầu treo bắc qua sông nối thị trấn Đắk Lây và các thôn Đông Sông, Đông Thượng đã bị nước lũ cuốn trôi mũ cầu. Tại xã Đắk Pơ Si, huyện Đắk Hà, mưa lớn đã khiến nước sông dâng cao, gây ngập tại cầu tràn nối vào trung tâm xã. Tuyến đường tỉnh lộ 677 nối xã Đắk Rinh, Đắk Pơ Si đến xã Đắk Côi, huyện Con Rẫy bị sạt lở ta luy dương. Huyện Con Plông cũng ghi nhận một số điểm sạt lở trên tuyến tỉnh lộ 676. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn một số huyện như Ea Súp, Ea Hà Leo có mưa to gây ngập lụt cục bộ và thiệt hại cho nhiều địa phương. Cụ thể, tại các huyện Ea Súp, Ea Hà Leo và Buôn Đôn có trên 450 nhà ở bị ngập sâu trong nước lũ, được sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn. Mưa lũ cũng khiến huyện Ea Súp thiệt hại hơn 1.800 hectare lúa, hoa màu, gần 12 hectare ao cá, hơn 900 con gia súc gia cầm. Tại huyện Ea Hà Leo có khoảng 60 hectare cây trồng các loại bị ngập. Mưa lũ cũng làm nhiều tuyến đường giao thông liên xã của huyện Ea Súp bị ngập nặng, gây cô lập nhiều khu dân cư. Nhiều điểm trên tuyến đường tỉnh lộ 1, 3, 10, 13, 15 bị ngập và hư hỏng gây khó khăn trong lưu thông.